Huyện Hương Khê có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 100.171,86 ha, chiếm 79,3% diện tích đất tự nhiên. Rừng Hương Khê đa dạng sinh học, nhiều động thực vật hoang dã, có đỉnh núi Răng Màn với độ cao hơn 1.300 mét so với mực nước biển, và đặc biệt là vẻ đẹp hoang sơ của những cánh rừng nguyên sinh, rừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi được bảo vệ, gìn giữ. Người dân nơi đây, từ thế hệ này sang thế hệ khác, vẫn truyền nhau lời dạy: rừng là nhà, ôm ấp, chở che và nuôi sống dân làng, nên phải giữ rừng như giữ nhà. Ông cha khi tê thì ăn ở trong rừng á, cố trợ cho mầm đều cùng dựa về rừng. Khi tê không có thuốc, không có men gì, không có bác sĩ tả gì, chỉ cùng ở trong rừng cũng biết là uống là chỉ khỏi sốt rét. Khi người sinh nở á, chỉ cùng biết là cái lá rừng uống, chỉ cho mẹ tròn con vuông. Ông cha qua đời thì là dặn cho con cháu sau này thì là phải bảo vệ đất rừng, bảo vệ linh thiêng của rừng. Với bà Hồ Nam cũng như nhiều thế hệ người chất ở bản Rào Tre, rừng có một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi trước đây, đồng bào chất chủ yếu sống trong hang đá giữa đại ngàn Trường Sơn. Với họ, rừng không chỉ đơn thuần là môi trường sống, là nơi trú ngụ, săn bắt, hái lượm, mà còn là cội nguồn văn hóa. Trong đó, người chất có tập tục thờ cúng thần rừng. Trong văn hóa tâm linh của đồng bào chất, thần rừng rất linh thiêng, che chở, bảo vệ cho dân làng khỏi thú dữ, kẻ thù, bệnh tật, thiên tai. Đồng bào chúng tôi quan niệm của rừng là phải bảo vệ rừng. Bảo vệ là bảo vệ làm sao? Bảo vệ để cho ủng hộ, để thân thiêng của rừng. Là để thân thiêng để bảo vệ cho dân bản mình. Cùng với Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng bào dân tộc chất ở huyện Hương Khê còn có hai ngày Tết riêng, đó là Tết Lấp Lỗ và Tết Chăm Cha Bới. Trong đó, Tết Lấp Lỗ được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Còn Tết Chăm Cha Bới, hay còn gọi là Tết Mừng Cơm Mới, diễn ra vào ngày 12 tháng 11 âm lịch. Là lễ tạ ơn trời đất sau một mùa thu hoạch mưa thuận gió hòa và cầu mong một mùa vụ mới bội thu. Mỗi phong tục có những nét độc đáo riêng gắn với từng thời điểm sản xuất mùa màng và tập quán sinh hoạt của đồng bào. Nhưng điểm chung là đều được bắt nguồn với nghi lễ cúng thần rừng rất trang nghiêm, thành kính. Từ xa xưa, từ người đồng bào dân tộc chất có cuộc sống đã gắn bó với rừng núi. Thì bây giờ bà con đã định canh định cư ở tại bản Rào Tre. Thì đời sống bà con cũng vẫn đang còn luôn luôn gắn bó với rừng núi. Là cụ thể là trong các ngày lễ, ngày hội, ngày Tết truyền thống của bà con đều làm các lễ cúng về thần rừng và bà con đều có cái ý thức bảo vệ rừng, và từ điều đó bà con đều nhận thức được là cái môi trường rừng và môi trường sống của bà con dân tộc chất là luôn gắn bó với nhau, có ý nghĩa rất quan trọng, không thể tách rời được. Nếu người chất ở bản Rào Tre có Tết Lấp Lỗ, Tết Mừng Cơm Mới, Chăm Cha Bới, thì người chất ở bản Giàng Hai, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê lại có tập tục đón Tết Cha Leng vào một ngày chẵn trong tháng 11 âm lịch hàng năm. Trong dịp này, họ tổ chức tế thần rừng tại một khu rừng được xem là rừng thiêng hay rừng cấm ở gần khu vực đồng bào sinh sống. Đó là nơi thần rừng, tổ tiên cư ngụ và được người dân gìn giữ bảo vệ bởi những luật tục có từ lâu đời. Là người có uy tín đức độ, nên hàng chục năm nay, ông Hồ Sơn được nhân dân bản Giàng Hai tin tưởng, bầu làm thầy cúng cho nghi lễ trang trọng này. Qua đó để cảm tạ trời đất, cảm tạ thần rừng đã chở che cho dân bản, có một năm mưa thuận gió hòa. Hàng năm là nó gọi như là nó ổ, nó gọi như đến Tết, nó gọi như đến cái Cha Leng đỏ, nó gọi như là đến cái tháng 11 âm lịch. Thì bà con nó tổ chức làm cái lễ nhờ nó thân lính phù hộ che chở đó cái thiên nhiên rồi thế này thế khác, chúng nó tận bệnh qua khỏi chứ nữa. Quanh cái vùng đó quy cũng được cái là coi như là chặt phá nó qua đi qua lại chứ nữa. Để khôi phục, bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc chất, thời gian qua
nhiều giải pháp đã được cấp ủy chính quyền địa phương chú trọng triển khai. Đặc biệt, huyện Hương Khê đã tập trung thực hiện dự án 6 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với nhiều hoạt động như duy trì tổ chức các ngày lễ Tết của đồng bào, thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, chú trọng đầu tư thiết chế văn hóa đồng bộ. Nhờ đó từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết cho đồng bào dân tộc Chứt trong giữ gìn bản sắc văn hóa cũng như việc chăm sóc bảo vệ rừng, sống hòa mình với thiên nhiên. Thì cùng người đồng hành với đồng bào dân tộc Chứt trên địa bàn thì đồn biên phòng Bản Giang đã làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng. Thì từ những làm tốt công tác tuyên truyền thì ý thức của đồng bào là ngày càng được nâng lên. Đồng bào là từ những cái ý nghĩa của cái văn hóa về sống gắn bó với rừng, cho nên đồng bào cũng luôn luôn là coi trọng cái vấn đề bảo vệ rừng, coi rừng như có như một phần cuộc sống của mình, cho nên là người ta tham gia bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng cũng như là bộ đội biên phòng thì rất chi là thường xuyên và hiệu quả. Bên cạnh tích cực tham gia cùng các lực lượng kiểm lâm, bộ đội biên phòng trong gìn giữ bảo vệ rừng, bảo vệ bình yên nơi biên cương, thì người Chứt tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê cũng đang nỗ lực tham gia chăm sóc bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh giữa đại ngàn Trường Sơn. Bên cạnh đó, người dân sống gần rừng cũng đang được hưởng lợi từ việc thu lượm một số lâm sản phụ từ rừng để cải thiện đời sống. Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đang diễn ra ngày một khó lường. Hạn hán, bão lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Việc chăm sóc bảo vệ rừng là giải pháp giảm tác động biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Sự đồng hành của bà con nơi vùng biên bảo vệ rừng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, nâng cao được nhận thức của người dân, góp phần giảm tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép. Đối với địa bàn Bản Giang Hai thì hiện nay cái rừng diện tích rừng nguyên sinh còn rất là rộng, khá rộng. Cho nên là việc chính quyền địa phương giao cho tất cả các hộ diện tích tương đối lớn, mỗi hộ từ 3 đến 5 hectare và tổng cộng thì còn có đến 560 hectare rừng nguyên sinh đang phát triển rất là tốt. Thì hiện nay thì từ khi được chia cho bà con nhân dân quan tâm chăm sóc bảo vệ thì hầu như các cái rừng của nguyên sinh hiện nay phát triển rất là tốt. Chính quyền địa phương cũng thấy từ cái lợi ích của ba việc mà chăm sóc bảo vệ rừng và cuộc sống bà con dựa vào rừng là chính, cho nên là chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền vận động bà con nhân dân thường xuyên kiểm tra rừng của mình và có cái chăm sóc bảo vệ để phát triển về kinh tế của hộ gia đình trong thời gian tới. Để phát triển bền vững thì con người phải biết sống hài hòa với thiên nhiên. Và trong những nét văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc theo vùng biên giới Hà Tĩnh, có những tập tục văn hóa cần được bảo tồn phát huy, như tập tục bảo vệ rừng thông qua các lễ hội văn hóa nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho bà con dân tộc thiểu số về ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ và chăm sóc rừng. Theo đó, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức của bà con miền núi Hương Khê, rừng có một vị trí đặc biệt quan trọng. Việc giữ rừng không chỉ gắn liền với sinh kế của người dân mà còn tạo môi trường để khôi phục, bảo tồn phát triển bản sắc văn hóa truyền thống tại các vùng biên. Đây cũng là nội dung trọng tâm của dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xung quanh nội dung này, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Thưa ông có thể cho biết được những nội dung trọng tâm của dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được triển khai trên địa bàn và đã phát huy được hiệu quả tích cực ạ? Trong thời gian qua, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia thì Hương Khê có được thực hiện các nội dung liên quan đến đồng bào dân tộc Chứt. Thứ nhất là phục hồi và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Chứt. Cái thứ hai là xây dựng hạ tầng như nhà trưng bày rồi là nâng cấp nhà văn hóa, phục dựng các lễ hội. Cái thứ ba là tuyên truyền quảng bá
cái giá trị văn hóa truyền thống, và trên cơ sở đó thì gắn vào đó thì là hình thành cái điểm đến du lịch từng bước một gắn với tour tuyến trong cái chiến lược phát triển chung của huyện, du lịch sinh thái lấy du lịch đồng bào dân tộc để tạo nên cái tour tuyến và điểm đến cho du khách. Vâng, một trong những cái nội dung trọng tâm của dự án 6 đó là khôi phục và phát triển giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy sau 3 năm, kết quả triển khai dự án đạt được như thế nào ạ? Thứ nhất là đã phục dựng lại được các cái lễ hội của bà con đồng bào dân tộc, đặc biệt là lễ hội Tết Lấp Lộ, rồi là lễ hội Tết Cha Leng, lễ hội Chăm Bà Mới. Thứ hai là tại những ngày lễ hội này thì tổ chức được rất nhiều cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cho đồng bào dân tộc chức tại bản Giàn Hai với đồng bào dân tộc chức bản Rào Tre, rồi là đồng bào dân tộc chức ở Hương Khê với đồng bào dân tộc chức ở Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tạo nên sự gắn kết. Thứ hai là đang cho triển khai xây dựng cái nhà trưng bày các sản phẩm văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc chức, rồi là sưu tập các cái hình ảnh, các cái nhạc cụ, các cái công cụ lao động sản xuất của bà con, rồi là phục dựng lại để rồi là phục hồi lại các cái làn điệu cũng như là các cái nhạc cụ, và tìm người để rồi có cái truyền ngôi cái việc này và tiếp tục phát huy cái giá trị của đồng bào dân tộc chức. Với kết quả đó thì đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân các địa phương vùng biên, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, từ việc sống dựa vào rừng mà nay người dân đã chủ động bảo vệ và chăm sóc rừng như thế nào? Trong cái chiến lược để hỗ trợ bà con phát triển về đời sống vật chất thì chúng tôi đã thực hiện, thứ nhất là có cái giao đất giao rừng cho bà con để khánh nuôi bảo vệ. Cái thứ hai là hướng dẫn bà con phát triển sản xuất ở trên cánh đồng và trong kinh tế vườn. Cái thứ ba là thông qua các cái ngày lễ, ngày hội và các cái chương trình để có cái hỗ trợ bà con lương thực, thực phẩm để đảm bảo cuộc sống hàng ngày cho bà con. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp như vậy thì là bà con đã có cái hiểu biết nhiều hơn, và cũng sẽ góp phần cùng với bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng thì sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để gìn giữ bảo vệ rừng tốt hơn. Hương Khê là địa phương được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều cảnh đẹp hoang sơ, phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Vậy trong đó những nét văn hóa nào của đồng bào dân tộc thiểu số được phục hồi và phát huy để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương? Về phát triển du lịch thì hiện nay chúng tôi đã thực hiện cái quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Hương Khê, trong đó có cái vấn đề là liên quan đến quy hoạch phát triển cái vùng đồng bào dân tộc chức ở bản Rào Tre trở thành một điểm đến trong cái tour tuyến phát triển du lịch của huyện Hương Khê. Cái thứ hai là chúng tôi đã phục dựng lại được các cái lễ hội của đồng bào, để trên cơ sở đó thì là sau này khi mà du khách về thì sẽ có cái để rồi là công diễn biểu diễn cho bà con. Cái thứ ba là xây dựng các cái câu lạc bộ hát, rồi là câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa văn nghệ của bà con đồng bào, để rồi tiếp tục cùng với là bà con nhân dân ở vùng xung quanh đó cùng với đồng bào dân tộc chức tạo nên một cái nét văn hóa đặc trưng của xã Hương Liên cũng như là đồng bào dân tộc chức ở bản Rào Tre. Cái thứ ba là chúng tôi đầu tư cơ sở hạ tầng, ví dụ như là cho bà con chỉnh trang phát triển kinh tế vườn, rồi là xây dựng các cái điểm đến khi mà du khách đến, rồi là cải tạo nâng cấp nhà văn hóa, rồi là xây dựng nhà trưng bày, đó sẽ là những cái điểm nhấn mà khi du khách đến, rồi là phục dựng các cái nhà sàn của bà con đồng bào dân tộc chức. Thì đó là những cái nét truyền thống, những nét cổ truyền bằng nét đặc trưng của đồng bào dân tộc chức gìn giữ phát huy, cộng với những cái chúng ta đầu tư xây dựng mới nữa phù hợp, như vậy thì sẽ đủ điều kiện để đón tiếp du khách trong cái tương lai gần. Thời gian tới thì huyện Hương Khê sẽ có những cái giải pháp nào để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dự án 6, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số và miền núi, thưa ông? Cái thứ nhất là chúng tôi xác định quan điểm là thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải dành sự quan tâm đặc biệt, làm sao cho nó thực sự hiệu quả, thực sự sát với cái tình hình chung của đồng bào dân tộc chức. Cho nên sẽ huy động cả hệ thống chính trị, cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể, và đặc biệt là sẽ có cái phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng Bản Giang, trực tiếp là tổ công tác tại bản Rào Tre, cũng như là các chiến sĩ ở đồn biên giang ở bản Giang Hai, để rồi là tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn bà con và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc. Vâng, xin được cảm ơn ông Trần Quốc Bảo đã tham gia trao đổi cùng với chương trình.